Thưa quý vị và các bạn, với diện tích 407,28 ha, khu công nghiệp Du Long hiện là khu công nghiệp có quy mô lớn nhất tỉnh sau 14 năm đầu tư ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất đai. Từ cuối năm 2021, dự án khu công nghiệp Du Long đã đổi chủ mới. Qua hơn một năm tiếp nhận, với nỗ lực và quyết tâm cao, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục đầu tư theo cam kết, tạo diện mạo mới cho khu công nghiệp. Hiện nay, khu công nghiệp cũng đã đón những nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên đến xây dựng nhà máy, ghi nhận sự chuyển mình tích cực của khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc của tỉnh. Hai khu nhà xưởng lớn thuộc dự án nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em của công ty InnoFlow Ninh Thuận đang được gấp rút xây dựng trên diện tích 4,74 ha. Đây là nhà máy đầu tiên được xây dựng trong khu công nghiệp Du Long. Dự kiến sau khi hoàn thành vào sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhà máy sẽ sản xuất 6 triệu sản phẩm một năm, đồng thời giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động địa phương. Ngay trong thời gian thi công, chủ đầu tư đã xây dựng khu nhà xưởng sản xuất tạm thời với số công nhân hiện tại 350 người. Trước em làm công ty điện tử ở Đồng Nai, với lại trong đó là hàng không có đi được nữa, nên là em có xin về đây làm, nhờ có bà chị là giới thiệu ra đây làm. Về đây thì không có tốn tiền trọ, tiền ăn, đồ nó cũng chi phí nó thấp hơn ở trong đó. Nên là về đây nói chung là nó cũng khỏe hơn ở trong đó nhiều. Cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Du Long như đường xá, quy hoạch, trạm xử lý nước thải về cơ bản đều đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi. Khu công nghiệp Du Long nằm ngay sát cạnh quốc lộ 1A, rất thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu nhập khẩu từ cảng về nhà máy và hàng hóa xuất khẩu từ nhà máy ra cảng. Nhà đầu tư này đã quyết định chọn khu công nghiệp Du Long làm bến đỗ và sẽ động thổ dự án vào tháng 12 năm 2022. Với hai giai đoạn đầu tư, giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng 3 phân xưởng may đi vào vận hành vào quý 2 năm 2023 để xuất khẩu hàng hóa đi thị trường Nhật Bản và Mỹ. Với kế hoạch đầu tư một tổ hợp dự án về chuỗi may mặc, doanh nghiệp tin tưởng khu công nghiệp Du Long là sự lựa chọn thích hợp để triển khai xây dựng dự án có quy mô lớn về diện tích và nhân công lao động. Trong quá trình tìm kiếm địa điểm khu công nghiệp để thuê mà mở rộng nhà máy của chúng tôi trong chuỗi nhà máy, thì chúng tôi cũng đã nhận thấy rằng khu công nghiệp Du Long có những vị trí rất là thuận lợi. Vì chúng tôi được biết là cái khu công nghiệp Du Long nó nằm cách khu tuyến cao tốc điểm đấu nối khoảng 7 km về hướng Bắc, có các dự án cảng Cà Ná phục vụ chúng tôi trong giai đoạn mà xuất khẩu hàng hóa. Do đó chúng tôi đã quyết định chọn khu công nghiệp Du Long là một nơi để tin tưởng trao và tiến hành xây dựng nhà máy ở tại đây. Tái khởi động từ đầu năm 2022, khu công nghiệp Du Long có quy mô 407,28 ha với hai phân kỳ đầu tư. Trong đó phân kỳ 1 có diện tích 310,05 ha, thực hiện đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Phân kỳ 2 diện tích 97,23 ha, thực hiện từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023. Đến nay, chủ đầu tư đã đầu tư xây dựng hạ tầng, san gạt mặt bằng, hoàn chỉnh giao thông nội khu bao gồm 3 tuyến đường chính và hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến như phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và thi công hoàn thiện một trong 4 trạm xử lý nước thải, 3.000 mét khối một ngày đêm, đủ điều kiện xúc tiến đầu tư trên diện tích 206 ha. Từ đầu tháng 11, chủ đầu tư cũng triển khai cho 7 nhà thầu bắt đầu tập kết phương tiện máy móc để tiến hành thi công những hạng mục còn lại trong phân kỳ 1, với quyết tâm hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 của dự án đúng thời gian cam kết. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang triển khai thêm cỡ độ khoảng 120 ha liên quan đến hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Vì bản thân đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, chúng tôi đã hoàn thành được toàn bộ diện tích là khoảng hơn 200 ha. Trong đó là hoàn thành hệ thống hạ tầng giao thông, hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Do vậy là đến cuối năm nay, năm 2022, chúng tôi chắc chắn sẽ đảm bảo được cỡ độ khoảng tầm hơn 300 hecta để làm sao mà đưa cái quỹ đất để dự phòng vào cho cái việc là xúc tiến đầu tư và cho thuê, là đảm bảo lúc nào cũng dư ra độ khoảng 100 đến 150 hecta. Chủ đầu tư cũng đã tích cực phối hợp với cơ quan của Trung ương và địa phương nhằm quảng bá, giới thiệu dự án cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Đến nay, đã có 4 nhà đầu tư trong và ngoài nước ký hợp đồng và biên bản ghi nhớ với khu công nghiệp Du Long, với kế hoạch đầu tư các dự án trong nửa đầu năm 2023.
Đây là những tín hiệu tích cực cho thấy khu công nghiệp Du Long đã thực sự được đánh thức sau giấc ngủ dài, góp phần tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới.